Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, vào sáng ngày 3 tháng 8, cơ quan phòng vệ Đài Loan bất ngờ phát hiện 21 máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập vào vùng dạng phòng không. Trung Quốc có loạt hoạt động quân sự quanh Đài Loan, hai nội dung trong đó là tập trận bắn đạn thật tầm xa và thử tên lửa mang đầu đạn phi hạt nhân với mục tiêu ở phía đông Đài Loan, khiến nước này đứng ngồi không yên. Trước hành động bất ngờ từ anh bạn Trung Quốc, nhiều người không khỏi lo lắng về một viễn cảnh cuộc xung đột có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Song ít ai biết rằng số phận của Đài Loan đã được tiên đoán từ hàng ngàn năm trước. Rốt cuộc số phận Đài Loan ra sao và liệu Việt Nam có ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan hay không? Quý vị hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Sáng sớm mùng 3 tháng 8, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện 21 máy bay quân sự Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo. 21 máy bay này gồm 8 máy bay chiến đấu J-11, 10 máy bay phản lực đa chức năng J-16, 1 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm KC-500 IAWNC, 1 máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây I-9 EW và 1 máy bay thu thập thông tin tình báo I-8 Elin. Nhóm máy bay Trung Quốc bay vào phía tây nam của ADIZ rồi quay lại, theo cơ quan phòng vệ Đài Loan. Đài Loan đã phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống phòng không, đồng thời điều các máy bay phản lực để đáp trả. Ngay từ tối mùng 2 tháng 8, quân đội Trung Quốc bắt đầu một loạt các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan. Đứng trước những hành động phi lý của Trung Quốc, người dân Đài Loan không khỏi lo lắng về cuộc xung đột chính trị có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ít ai biết rằng có một số cuốn sách tiên tri nổi tiếng từ hàng ngàn năm trước đã đưa ra dự ngôn đáng sợ về vận mệnh của Đài Loan, khiến ai nấy đứng ngồi không yên. Rốt cuộc, số phận Đài Loan sẽ ra sao? Liệu cuộc xung đột này có làm thay đổi trật tự thế giới hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Trong mấy chục năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và sẽ dùng vũ lực để thống nhất nếu cần. Vào đúng ngày Nga tấn công Ukraine 24 tháng 2, Bắc Kinh đã điều 9 máy bay quân sự xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, gây ra nhiều lo ngại. Cựu Tổng thống Donald Trump từng dự đoán ông Tập Cận Bình sẽ noi gương người anh em Vladimir Putin bằng cách gian dựng một cuộc chiến xâm lược Đài Loan. Mới đây, cuộc tập trận quanh Đài Loan của Trung Quốc đã bắt đầu từ 12 giờ hôm mùng 4 tháng 8, 11 giờ Việt Nam. Thời báo Hoàn Cầu cho biết các cuộc tập trận lần này là chưa từng có và tên lửa Trung Quốc dự kiến bay qua vùng lãnh thổ Đài Loan lần đầu tiên. Đứng trước tình hình đầy biến động, nhiều người không khỏi lo lắng về vận mệnh của Đài Loan. Vậy rốt cuộc, vận mệnh của Đài Loan sẽ ra sao? Ít ai biết rằng trong hai cuốn sách nổi tiếng Thôi Bối Đồ và Thôi Bi Đồ đã đưa ra dự đoán gây sốc về vận mệnh của Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu cuốn sách nổi tiếng Thôi Bối Đồ. Sấm viết: quân phi quân thần phi thần, thủy gian nguy trung khắc định. Tụng viết: hắc thỏ tàu nhập thanh long huyệt, dục tận bất khả thuyết, duy hữu ngoại biên căn thụ thượng, tam thập niên trung tử tồn kết. Trước hết, chúng ta hãy phân tích câu sấm: quân phi quân thần phi thần, quân chẳng phải quân, thần chẳng phải thần. Câu này chỉ ra mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan, cho thấy hai chính quyền khác nhau thống trị hai bên eo biển. Mặc dù Đài Loan là một quốc gia nhỏ bé, nhưng hoàn toàn độc lập. Do đó, quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan không phải là quân, thần, vua, tôi. Năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm đoạt Trung Quốc. Quốc dân đảng thua trận, Tưởng Giới Thạch rút về Đài Loan, từ đó đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc bên kia eo biển. Về phần Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ lâu họ luôn muốn gây chiến, chiếm đóng Đài Loan nhưng bất lực. Vào những năm 1970, các tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như hệ thống giáo dục luôn tuyên truyền: người dân Mỹ và Đài Loan đang sống trong cảnh khốn cùng. Chúng ta phải giải phóng Đài Loan và cứu đồng bào Đài Loan nghèo khổ. Hãy để ánh nắng xã hội chủ nghĩa chiếu rọi trên Đài Loan. Mặc dù người dân Trung Quốc lúc bấy giờ cơm không đủ ăn, thậm chí có người đói đến mức không còn sức đi lại. Nhà nhà bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại, cuộc sống không bằng heo gà. Nhưng mỗi khi nghe được những tin này, họ đều rất phấn chấn, hạnh phúc.
cảm thấy vẫn còn may mắn khi được sống trong một đất nước xã hội chủ nghĩa. Mặc dù nhìn lại có vẻ nực cười, nhưng thời đó Trung Quốc là như thế. Nếu bạn không tin thì cứ nhìn Triều Tiên ngày nay. Đảng Cộng sản Trung Quốc đóng cửa tẩy não, khiến người dân một chút IQ cũng không còn. Sau này, Trung Quốc cải cách mở cửa, Đài Loan cũng mở cửa cho người thân hai bờ sang thăm viếng. Người ta mới nhận ra sự thật không giống như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền, mà hoàn toàn ngược lại. Đó là tình hình phía Trung Quốc. Còn bây giờ, hãy nói về Đài Loan. Trong thời kỳ của Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc, Đài Loan đã chuẩn bị phản công đại lục, giải cứu đồng bào bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa gạt. Tưởng Giới Thạch khi còn sống từng lập kế hoạch phục quốc, phát động cuộc hành quân vượt biển phản công Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, do lực lượng không đủ nên kế hoạch bất thành. Tưởng Giới Thạch cũng vì vậy mà ân hận cả đời. Đến khi Tưởng Kinh Quốc qua đời, Đài Loan không còn mong muốn phản công đại lục nữa. Trên thực tế, đối với những người Trung Quốc còn thanh tỉnh, họ luôn lấy làm tiếc rằng ông Tưởng không thể chấn áp Đảng Cộng sản Trung Quốc để cho thổ phỉ lưu manh thống trị đại lục, bức hại người dân. Nhưng may mắn thay, giờ đây, ngày tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp đến và những người dân Trung Quốc đau khổ sắp được nghênh đón vinh quang. Câu tiếp theo, thủy gian nguy chung khắc định, khởi đầu gian nan về sau yên định. Câu này có nghĩa là sau khi quốc dân đàn thua trận rút về Đài Loan, tình hình lúc đầu rất khó khăn, nguy cấp, đối với Đài Loan là bất lợi, nhưng thế cục về sau sẽ an định. Khi Tưởng Giới Thạch bị đánh bại và rời về Đài Loan, đại lục ngày nào cũng hô hào giải phóng Đài Loan, không ngừng phát động vượt biển đánh lén và pháo kích vào Kim Môn. Điều này ứng với thủy gian nguy. Nhưng tình thế sau đó dần ổn định lại, không ai đánh được ai. Cho đến năm 1979, chiến tranh giữa hai bên eo biển chấm dứt và trạng thái tương đối ổn định vẫn được duy trì đến ngày nay. Chúng ta tiếp tục phân tích lời tụng Hắc thỏ tẩu nhập thanh long nguyệt, thỏ đen chạy vào hang rồng xanh. Câu này ám chỉ mốc thời gian. Năm 2023 là năm Quý Mão, cẩm tinh con thỏ. Quý trong ngũ hành thuộc thủy màu đen, do đó hắc thỏ là chỉ năm Quý Mão. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, ngũ hành thuộc mộc màu xanh, nên năm Giáp Thìn được gọi là năm Thanh Long. Vì vậy, hắc thỏ tẩu nhập Thanh Long huyệt là chỉ khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2024. Loại thời điểm này trong dự ngôn thì 60 năm mới lặp lại một lần, nên cơ bản có thể xác định thời gian nói đến là năm 2023 đến 2024. Dục tận, bất khả thuyết, muốn biết vô cùng không thể nói. Câu này viết sau thời gian trên, ám chỉ cục diện đối đầu giữa hai bờ eo biển có thể kết thúc từ năm 2023 đến 2024. Đến thời điểm này, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đã diệt vong, đại lục trong tình trạng vô chính phủ tạm thời hoặc các chế độ cắt cứ hỗn loạn, sự đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan biến mất. Tuy nhiên, liệu hai bờ eo biển có thể thống nhất từ năm 2023 đến 2024 hay không vẫn chưa thể khẳng định, vì lời tiên tri nói rằng dục tận, bất khả thuyết. Nhưng từ dự ngôn, có thể thấy đây là hai năm trọng yếu cho sự thống nhất của Đài Loan và đại lục. Ngoài ra, trong cuốn sách tiên tri Thôi Bi Đồ của Lưu Bá Ôn cũng đề cập đến sự thống nhất hai bên eo biển Đài Loan. Vậy hãy kết hợp để luận giải lời tiên tri trong Thôi Bối Đồ. Thôi Bi Đồ viết rằng, đãn đẳng kim kê khiếu, thiên hiểu thiên môn khai, tị niên xíu quá dần sơ, kim kê tô tỉnh vị chi thiên hiểu, chỉnh cá trung hoa đại địa kim kê song lập, tứ hương quy lục thần châu xuất chân thần, giá tiểu thị thần an bài trung niên Trung Quốc địa hình kim kê thiếu nhất thối, nhất trực đài bất tùy, yếu tưởng đắc thống nhất, ác nhân tiên diệt tận, càn khôn thị tân di. Tạm dịch, chỉ đến khi gà vàng gáy, bầu trời bừng sáng, cổng trời khai mở, năm Tị Sửu qua đến đầu dần, gà vàng thức tỉnh cũng là khi trời sáng, cả mảnh đất Trung Hoa, gà vàng đứng hai chân. Người Trung Quốc tứ phương trở về mảnh đất Thần Châu, xuất hiện thần chân thực.
đây chính là thần an bài địa hình Trung Quốc là gà vàng mất một chân, luôn không thể đứng thẳng. Nếu muốn đạt được sự thống nhất, trước tiên kẻ ác phải bị diệt tận, càn khôn lại đổi mới. Câu này có nghĩa là sau khi tháng 12 năm 2025 âm lịch qua đi, tháng 12 là tháng Sửu, năm 2025 là năm Tỵ, gà vàng sẽ thức tỉnh vào tháng 1 năm 2026. Tháng 1 là tháng Dần. Bản đồ Trung Quốc có hình con gà gọi là kim kê, gà vàng. Từ bản đồ có thể thấy đảo Hải Nam và đảo Đài Loan là hai chân của gà vàng. Trong thời kỳ Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị đại lục, Đài Loan không thể trở về. Vì vậy gà vàng luôn ở trong tình trạng một chân. Sau khi kết thúc đại kiếp của nhân loại vào năm 2025, Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ và kẻ ác bị loại bỏ. Đài Loan sẽ được thống nhất với đại lục vào đầu năm 2026 âm lịch. Gà vàng sẽ đứng trên đôi chân của mình mà thức tỉnh. Vào thời điểm này, nhân loại sẽ bước vào một nền văn minh mới. Trung Quốc sẽ khôi phục văn hóa và đạo đức truyền thống dưới sự truyền dạy của vị cứu thế Đại Thánh Nhân. Bước vào thời kỳ đạo đức tốt đẹp nhất trong lịch sử nhân loại, trở thành một cường quốc và tiến nhập kỷ nguyên mới. Có thể thấy, hai dự ngôn trên đều dự đoán hai bờ eo biển Đài Loan có thể sẽ đi đến thống nhất vào cùng khoảng thời gian. Hãy xem câu tiếp theo. Duy hữu ngoại biên căn thụ thượng, gốc rễ chỉ có ở bên ngoài. Ngoại biên căn thụ, gốc rễ bên ngoài là chỉ Đài Loan. Đài Loan nằm ngoài lục địa nên được gọi là bên ngoài. Vậy vì sao gọi là gốc rễ chứ không phải cành ngọn? Bởi vì chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan vốn là một chính quyền chính thống. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc trở thành chính phủ chính thống của Trung Quốc. Chỉ vì trong cuộc nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn do bóng ma chủ nghĩa Mác Lênin từ phương Tây ký sinh, cướp được chính quyền, chiếm đoạt đại lục, khiến chính phủ chính thống của Trung Quốc phải chạy về Đài Loan. Vì vậy, Đài Loan được gọi là gốc rễ, còn Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể đại diện cho Trung Quốc, không phải là chính thống. Tam thập niên trung tử tồn kết, trong 30 năm con cháu kết. Tam thập niên trung có nghĩa là trong vòng 30 năm. Tử tồn kết là nút thắt trên cây, tức là mộc tử, ghép lại thành chữ lý. Trong rất nhiều lời tiên tri, người ta nói rằng giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 là thời kỳ đại kiếp nạn của nhân loại, sẽ có một vị thánh nhân xuất hiện từ Trung Quốc cứu độ thế nhân thoát khỏi tai ương, dẫn dắt nhân loại bước vào kỷ nguyên mới. Kết hợp nhiều lời tiên tri từ cổ chí kim ở cả Đông Tây để diễn giải, câu này có thể nghĩa là sau năm 2025, năm thảm họa của loài người, Đài Loan và Đại Lục sẽ được thống nhất. Khi ấy, sẽ xuất hiện một vị đại thánh nhân họ Lý ở Trung Quốc giáo hóa chúng sinh, khôi phục đạo đức truyền thống. Khi đó, nền văn minh cũ sẽ kết thúc, nhân loại chính thức bước vào nền văn minh mới sáng lạn huy hoàng. Ngoài ra, trong dự ngôn Lý Bá Ôn, Thái Bạch Sơn Bia Ký cũng nói rằng sau thảm họa sẽ đến một thời kỳ quá độ khoảng 20 năm để loài người khôi phục truyền thống, đạo đức và chính tín. Lúc này, đạo đức nhân loại sẽ trở nên tốt đẹp hơn mọi thời kỳ trong lịch sử. Sau thời kỳ quá độ, loài người chính thức bước vào kỷ nguyên vũ trụ mới, khởi đầu nền văn minh mới. Những lời tiên tri này rất tương đồng với nhau. Một chi tiết đáng chú ý khác trong tượng 43 của Thôi Bối Đồ là bức tranh dưới đây. Trong tranh có hai người, một người lớn và một đứa trẻ. Quần áo của đứa trẻ trông có vẻ quý tộc hơn. Người lớn đang giơ tay lên như đe dọa đánh đứa trẻ. Đứa trẻ cũng đưa tay lên đầu chống đỡ. Người lớn trong hình có thể ám chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Đại Lục, còn đứa trẻ mặc quần áo quý tộc là Đài Loan. Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước đến nay luôn bắt nạt Đài Loan và muốn tấn công quốc đảo này bằng vũ lực, nhưng chưa bao giờ đạt được. Đáp lại, Đài Loan cũng không chịu thua kém, luôn sẵn sàng phòng ngự, không nhún nhường cũng không kiêu ngạo. Điều này cũng phù hợp với tình hình ở Đại Lục và Đài Loan trong vài năm qua. Quý vị thân mến, trong mấy chục năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và sẽ dùng vũ lực để thống nhất nếu cần. Vào đúng ngày Nga tấn công Ukraine 24 tháng 4, Bắc Kinh đã điều 9 máy bay quân sự xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, gây ra nhiều lo ngại.
Cựu Tổng thống Donald Trump cũng dự đoán là ông Tập Cận Bình sẽ noi gương người anh em Putin bằng cách giản dựng một cuộc chiến xâm lược Đài Loan. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!